kịa cực gắt, ảnh chế nghệ sĩ theo trào lưu Wattpad nói, khiến dân mạng cười ngất. Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới luôn. Dạo này giới trẻ đang có trào lưu Wattpad nói nổi rần khắp các nền tảng mạng xã hội. Không rõ ai là người đầu tiên khởi xướng lên trào lưu này, nhưng công thức bắt trend cực kỳ dễ dàng. Cụ thể, cư dân mạng đăng tải dòng trạng thái hoặc hình ảnh văn bản với nội dung Wattpad không nói, Wattpad nói lên mạng. Nội dung dấu ba chấm sẽ là một câu văn, đoạn văn tâm đắc về thể loại chủ đề mà netizen lượm lặt được trên mạng xã hội hoặc các tác phẩm văn học. Ngay lập tức, hàng loạt drama của các nghệ sĩ trong thời gian gần đây được lên sóng, khiến dân mạng cười bò vì độ gắt trong màn khịa này. Có thể kể đến nữ diễn viên Nam Thư với drama lùm xùm tiểu tam gần đây. Hay câu chuyện Mr. Cry, MC Trấn Thành trong thời gian trước. Trấn Thành không nói làm nghệ sĩ rất cực khổ, mà Trấn Thành nói hãy nếm bốn cái chữ hào quang rực rỡ rồi biết nó là cái gì. Drama Hoàng Thùy, Thanh Hằng cũng được cập nhật ngay. Nhà sản xuất không nói Thanh Hằng không thích Hoàng Thùy, mà nhà sản xuất nói Thanh Hằng doesn't want. Cô nàng hoa hậu tai tiếng Ý Nhi cũng bị lục lại. Ý Nhi không nói tôi giỏi hơn bạn bè đồng trang lứa, mà câu chuyện uống trà sữa thì đã được người ta đưa lên Wattpad rồi đây này. Hay nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh cùng màn trả lời phỏng vấn về đôi chân biết đi cũng được cư dân mạng đào lại. Rồi người đàn ông gia trưởng đề cao với màn đính chính và cụm từ gây tương tác, tăng tương tác, cư dân mạng cũng không thể bỏ qua nhá. Trùng cuối chính là câu nói viral của nghệ sĩ Tự Long gần đây khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nghệ sĩ Tự Long không nói tôi cảm thấy anh em hòa đồng vui vẻ, mà chú lại mô tả rằng nếu mà anh em thân thiết nhau rồi thì cũng vui lắm, tới bến tới bờ đấy, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. Nhiều người thẳng thắn đánh giá, có mỗi chú Tự Long là đáng yêu thôi, ngồi chung mâm trong chiếc chén này thì hơi oan đấy nhở. Đúng là cư dân mạng, đã không khịa thì thôi, chứ một khi đã khịa thì khỏi bàn luôn. Các bạn nghĩ sao về chiếc chén này? Chia sẻ cùng TVChen nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TVChen, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.